Tử vi tuổi Bình Tỵ 1977, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tuổi Tỵ nói chung và tuổi Đinh Tỵ nói riêng là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Họ rất thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Dù biết điều đó tốt cho mình, nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Tỵ không cho phép họ tuân theo lời chỉ bảo của bất kỳ ai. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và vận trình của tuổi Đinh Tỵ trong tháng 3 âm lịch. Đặc biệt là cách hóa giải vận hạn để quý vị và các bạn có một tháng bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3. Từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trình Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Thí, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cụ, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 3 tới ngày 21 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 3 tới ngày mùng 3 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Tân Hợi. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 3 tới ngày 18 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 3 tới ngày 30 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Mộc Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 trong tháng 3 âm lịch. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích mọi thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế.
họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều cho người khác. Đinh Tị là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Những người sinh năm Đinh Tị được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo, luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo kênh phong thủy Gia Cát, người tuổi Tị là người rất tinh ý, thông minh, có điều kiện thành các bậc trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Tị là người có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp rộng rãi, tính rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin người khác bởi bản tính đa nghi của những người tuổi Đinh Tị. Họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình, thích sự hài hước. Vào tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021, tuổi Đinh Tị sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Đinh Tị sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực. Vì vậy, tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Nhâm Dương Thủy gặp Tị Âm Thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cũng cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Bước sang tháng 3 âm lịch, tiểu nhân ám hại cản con đường công danh, sự nghiệp. Những gia chủ tuổi Đinh Tị nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, chính khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Về sự nghiệp, trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi Đinh Tị có thể sẽ tiếp xúc với những công việc, nội dung hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Quý gia chủ có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Quý gia chủ là người có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có thể được cấp trên ưu ái, giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến quý gia chủ nản lòng mà còn khiến thêm vững tâm tiến bước. Tuy nhiên, những người tuổi Đinh Tị phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ nên để cảm xúc lọt vào trong công việc, nếu không sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí mà mình đang có. Ngoài ra, quý gia chủ nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Đinh Tị nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thầu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc của tuổi Đinh Tị, sang tháng 3 âm lịch, tài lộc của người tuổi Đinh Tị không có nhiều biến động. Quý gia chủ có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Vận tài lộc của tuổi Đinh Tị không khởi sắc trong tháng 3 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng quý gia chủ cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ tuổi Đinh Tị nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo, để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm, quý gia chủ tháng này không thật sự khởi sắc.
Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với quý gia chủ, nhưng tất cả đều không thành do tính cách không hòa hợp được với đối phương. Cần cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Quý gia chủ là người cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là nhân duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh, trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của mình. Tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ khi có mâu thuẫn. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bạn mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Về sức khỏe, sức khỏe của những người tuổi Đinh Tỵ có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến quý gia chủ phải lo lắng nhiều hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe. Cho nên cần giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Những áp lực từ nơi làm việc sẽ khiến quý gia chủ luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày làm cho thị lực giảm sút. Khuyên quý gia chủ nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, sức đề kháng tốt. Trong thời điểm này, quý gia chủ cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải chi tiết của vận trình tuổi Đinh Tỵ trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.